Hồng Vân vay tiền, Xuân Hinh, người nhà còn không cho vay nữa là người ngoài. Dù rất thân thiết với nhau, nhưng khi nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân liên tục hỏi vay tiền, nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh vẫn thẳng thừng từ chối. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân và nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh là những gương mặt gạo cội của sân khấu hài. Không chỉ có những màn tung hứng ăn ý trên sân khấu, ngoài đời cặp nghệ sĩ này cũng rất thân thiết, thường xuyên gặp gỡ và hợp tác cùng nhau. Trong clip ghi lại hậu trường buổi tập luyện cho chương trình hài kịch cuối năm, Xuân Hinh và Hồng Vân vui vẻ chia sẻ với nhau những quan điểm trong cuộc sống. Điều thú vị là trong cả đoạn clip, ông vua hề chèo liên tục dạy bảo đàn em bớt tham tiền lại. Cách nói chuyện hài hước, thân thiết của họ khiến nhiều khán giả thích thú. Năm nghệ sĩ phàn nàn về việc Hồng Vân tích cực mở sân khấu kịch giữa thời điểm kinh tế đang khó khăn khiến cô quá bận rộn. Kinh tế năm nay khó khăn, mở sân khấu làm gì cho chết mệt. Chết đến nơi rồi mà vẫn cứ tham để rồi nửa đêm cứ alo, alo. Thấy người anh thân thiết quan tâm đến mình, Hồng Vân liền thao túng tâm lý, vậy anh nuôi em đi, để em khỏi phải đi làm vất vả. Ngay lập tức, nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh phủ phàng, thế cô có phải mẹ tôi không? Mẹ không phải. Vợ thì không, con không phải mà trước về nhà nuôi. Không bỏ cuộc, Hồng Vân tiếp tục bày tỏ, thế mạnh thằng nào thằng đấy làm đi, cứ phải cằn nhằn mắng mỏ. Cho ăn được bữa mà khổ quá, bữa ăn bữa khổ. Nữ nghệ sĩ còn lên tiếng mượn tiền của đàn anh, bây giờ anh nuôi em đi hoặc không thì cho em mượn tiền đi để em ngưng, em không làm, em chỉ ngồi yên nghe anh chửi thôi. Thấy cô em vay tiền, nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh thẳng thắn đáp, vay tiền à? Tôi đã nguyện là người nhà cũng không cho vay vì đa số người nhà là hâm nóng tình cảm rồi không trả. Người nhà còn không cho vay nữa là cô, người ngoài. Cho cô vay người ta lại tưởng tôi với cô có gì vớ vẩn. Mà cô nhìn cô đi, cái mặt chả có cảm tình gì. Từ lúc vào đây, có một bữa ăn mà cô alo đến 9 lần. Làm gì mà cô bận thế, tiền để đâu hết. Trước đó, nam nghệ sĩ cũng mắng vốn Hồng Vân vì quá bận chạy show, chỉ tranh thủ thời gian nghỉ lễ để tập luyện. Cô tham quá, ngày Tết người ta nghỉ cô lại ra đây cô tập. Bà này là chỉ có ngày Tết mới ra tập, còn ngày thường bà ấy đi kiếm tiền. Chết đến nơi rồi còn tham lam. Nhìn thấy tiền thì phải khinh tiền, đây lại cứ tham tiền. Trước những màn mắng yêu của người anh thân thiết, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cho hay cô hoàn toàn lép vế, không nói lại được. Có Xuân Hinh là tôi tắt đài. Màn đối đáp của hai nghệ sĩ gạo cội cho thấy họ không chỉ dí dỏm, hài hước mà còn rất thân thiết và quan tâm đến nhau. Trước đó, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân cũng nhiều lần tiết lộ mối quan hệ thân thiết giữa cô và nghệ sĩ ưu tú Xuân Hinh, anh ấy giúp tôi rất nhiều. Mặc dù có thể giờ anh đã quên nhưng tôi sẽ mang ơn anh ấy suốt, không bao giờ quên được. Trong chương trình Ký ức vui vẻ, nữ nghệ sĩ cho hay, ở ngoài Bắc, mọi người cứ nhắc tới Xuân Hinh là lại bảo rằng, ông này đanh đá lắm, kiêu lắm, sống trên tiền, mời không được, rồi bắt phải đưa tiền trước mới chịu diễn. Thực ra, đó là nguyên tắc của anh Xuân Hinh, phải đưa tiền trước khi diễn. Nhưng khi show diễn đó thua lỗ hoặc gặp vấn đề gì thì anh Hinh sẽ lấy số tiền đó đưa ngược lại, cho lại bầu show nhiều. Một điều nữa, mọi người ít biết là, anh Xuân Hinh cũng là ông bầu sừng sỏ ở miền Bắc một thời gian dài. Cái gì, anh Hinh làm cũng giỏi, làm đủ mọi thứ trên đời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.